Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chào các bạn nha. Sáng nay mấy anh em cũng mới thức rồi, chuẩn bị đi thăm câu nha các bạn. Hôm nay là ngày cuối rồi bạn ơi. Mấy anh em đi thăm câu xong rồi chắc về luôn. Nay là ngày thứ hai. Sáng sương mù dữ. Không có mưa mà ướt hết. Sương quá sương. Chứ ngủ chỗ này mới đúng là lấy cây thọt chứ mưa nè. Nắng phát chà đầu luôn. Em gom gọn gọn lại một cái rồi chuẩn bị đi thăm câu nha các bạn. Thôi, anh em chuẩn bị đi thăm câu nha các bạn. Tối dưới sông này được con cá lóc với con ếch. Tối vô trong kinh nhỏ ra được 4 cá lóc mà. Hôm tổng cộng được 5 con cá lóc. Năm cá lóc về hôm mấy anh em xử luôn rồi, nướng luôn. Sáng nay mong là kiếm được vài con nha các bạn. Thôi còn chừa được con hết rồi. Hôm nay giọng lụm trong đó thêm vài con nữa. Bày không nhiều. Em thấy đi. Rồi. Hết hả? Lậu tẩm tẩm. Lậu tẩm tẩm. Vô ớt nha các bạn. Trời bá luôn. Tối kêu quá kêu mà kêu dưới sông này không à. Tối làm con ớt, sáng làm con ớt ha, ngon lành ha. Tình hình giống mà tối quá. Rồi. Cần bên đen lúc rồi bạn ơi. Chắc cá chê quá, cần này bị lúc quá lúc rồi. Chê. Bự luôn nha. Chê trắng rồi bạn ơi. Cái trắng chà bá nữa. Cái nước lớn lúc hết trơn à, cái chơi ăn thì được. Nãy giờ cần nào cũng lúc hết trơn. Sáng này mấy lúc dính cái chê te tôi. Nghe còn sống luôn. Nghe bự mạnh không? Nghe cỡ đó cắm dừa. Nhỏ quá mau chết. À, không dãy. Sợ nó bự quá cá nhỏ. Trời ơi. Nhái bà lớn đó, con cá lóc cắn cái là nó táp rồi. Chạy cho mày. Nghe cỡ đó là dừa cắm. Nghe cá lóc nửa ký mà đưa con vịt xuống nó còn táp nữa, nó nơi con nhái. Câu
ru xá. Như con nó càng nữa rồi. Càng nó càng to dít hết á. Càng này sẽ bị lôi lên trên không ạ? Giờ nó bềm bẹp nữa kìa. Đó, rõ ràng ha, mới chạy lên. Đó, bay. Nó là chuyên gia đó. Lâu trên bờ đang không dính nè. Trời ơi. Thằng quỷ gì. Lấy giò chịu lại à. Lấy giò nó kẹp nháy lại á. Nó lấy cái mỏ nó xé từ từ nó ăn. Kiểu này cái chuyện nào mà dính được ta. Thịt qua quất lụm nó luôn. Quẹo vô kinh nhỏ nha các bạn. Không nháy là nháy. Cái lóc. Lóc hả? Lóc. Ra, bự luôn. Bự không? Bự luôn. Ăn cái bự tối vậy. Bự hơn cá tàu. Ôi. Vô. Bự hơn cá tàu 300g luôn. Hạ xuống thông, nhảy cái ăn tiêu rồi. Vô nha. In. Ngon cơm, ngon cơm. Đó. Lạ quá đã. Biết. Nhảy, ừ, nhảy vô cây giúp tôi. Banh đuôi chưa. Kén. Sáng khai trường em thấy ngon lành nữa bạn. Mới vừa bạo, mới bạo rồi. Mới quẹo vô cua là mua liền. Mua liền ha. Vừa vô cua vừa mua liền. Lóc rồi, có lóc bự ăn rồi. Tháng này héo heo nữa rồi. Dính nhiều cây rồi nó không có liệt ha. Má vừa đó. Cá rô nọc rồi sư phụ. Vừa lấy mà chú tư. Nheo hết à. Nheo hết trơn à. Sát cho mé rồi nè. Ừ. Ôi ôi, không gì cơm sôi vậy. Sát mé nè. Chưa xả nước đâu. Vài bữa xả ra cá đi hết. Cá ghê. Lấy tôi lưới 2,5 con. Bà thân qua. Cá là tới 2,5 con hả? Sáng bên cô đang làm em lóc em chê à, ngon lành nha, lóc bự luôn nha. Hai đá có lóc quá. Cú đen mà. Dứt dắt lại tao nha.
Tớ làm cái lóc nhỏ. Ông hút trong lục bình đó đó. Lục bình nó yên đó. Có con cò kìa, biết phải dính nó không, sao nó đậu nó hoài. Hai ba con. Hai ba con nó làm cặp mé kìa. Rồi xong. Bên tôi đang hết rồi nha các bạn. Giờ qua lại bên sông bên đây. Rồi, giờ lên bờ thăm câu của cái thông cắm bên đây nha các bạn. Hết mồi luôn. Hai cần rồi. Có hết mồi là phái rồi, sao nó không dính nè. Mồi luôn. Ba cần. Cần này có dính nè. Nó sẽ khảy vậy. Đây cần nè. 4 cần. Tối có 4 con ở thằng bắt hết rồi. Vì cái đường kinh này. Đây, 5 cần. Kinh này vô trong nó cùng nhớ bạn. Ở ngoài người ta cũng bít đầu luôn. Bít rồi người ta bơm ra. Hết mỏi chưa anh ta? Đây còn nè. Còn cần nè con ngồi. Hôm tới khúc này làm mà đâu hai ba em vừa. Bụi luôn. Học thầy chú ơi, chú ơi. Cá dính nè. Rồi. Bụi luôn. Ngồi hết trơn chứ không. Có cá thì ngon trời. Dây cũng quấn lên trên đọt luôn nè chú bộ. Chứ thấy rung rinh nước á. Sao không? Sao xuống câu về. Không vớt vát được em nào sao ta. Bị ngủm hay gì dính nè. Phải không? Đúng cái đầu lên. Ngủ rồi các bạn. Ngủ rồi. Con nó bự luôn, thấy cái đầu bự luôn đó không? Dạ. Bự quấn vô cái cây. Quấn. Giống cái cần này giống là hôm dính quá ta. Nó đó. Phải không? Bự
tối. Đi quấn vô cái cây kìa. Trời ơi vừa tối luôn sao luôn ở trong cái cây đó. Đâu có cái cây trôi qua đây không biết. Chết rồi. Xe dưới đây, ok cặn lại rồi. Lượm. Con này cũng bự nha. Nó quấn vô cái cây cái nhận nó chết. Cái này cũng được trọng. Này 210 gram. Về xe khô. Nhắc hả? Nó chết. Muối chiên. Không rồi cái lóc này chú Tư. Đây tối 4 năm con, sáng nay không có con nào buồn. Tối làm 4 em cái đường kinh này, sáng làm có 1 em một còn bị ngủ nữa ta. Đâu cái cây nó trôi lại đó. Còn mấy cần nữa. À, à. Vô hả? Đó. Không. Vậy. Rồi, đun nước, đun nước. Đó, lưới của nó mà tao nói mà. Lưới của nó à. Cái tiền sảy không? Nó muốn sảy gì. Ừ, đi mèo quá. Mèo dữ lắm. Ôi. Ờ, ông xả một sâu à. Lưới rồi, hôm các bạn ơi. U nô rồi. Con này ăn sáng. Ừ. Mới toàn. Chưa có chạy xước gì luôn. Ừ. Ít gì mà hôm 4 thì sáng này cũng hay á. Đâu đi ngọt ngọt chút quớt vậy. Mà mồi hết hết trơn luôn á. Có cây cây còn mồi à. Về đường kinh này còn cá thôi ơi. Bầy của nó mà. Không lẽ bầy lồng rồng có 5 con. Dạ, kìa. Đó, trời quái. Trời ngủ chưa luôn. Ngủ. Đi chống lỏng ngủ ta. Quấn quá. Cái nào vậy con đá được bài mà chú Tư. Đừng hợp. Bầy của nó đó, thấy không? Bằng mấy con cá hồi hôm luôn á. Dính nè, đồ hôm hay gì. Lúc nước nhanh lên. Sáng nay thì ấy ba em hôm thì bốn con ếch sáng này ba con ếch hai con ngủ rồi có lứa này dễ chết à còn nữa hết rồi hết câu rồi phải không đúng rồi hết câu rồi hết câu còn cần chữa trống rồi gì hết rồi ba ơi nó nuôi còn à, để về thôi. Thăm rồi dính cá cái em mà. Còn câu hoài ha. Ờ. Anh nhớ đâu đâu còn đẳng nữa. Không có nói làm sao á. Tôi nhớ lỗi xa lắm mà. Tại em nhớ tới cái bờ này đâu có cấm đâu. Bờ này hết rồi. Còn dài dài phải còn câu cấm dài dài em đây rồi. Vậy đây cũng im lắm. Mấy gốc dừa nè, mấy gốc này im. Hết rồi. Rồi. Còn câu nữa là tối cắm dài theo đường nè. Hết rồi các bạn ơi. Anh em lội về thôi. Sáng này làm được 3 em. Nặng. Bên đèn em nữa là 4. Mà 4 con buổi sáng này ngon lành hơn 5 con hồi tối nha. Có con của con đèn chà bá lửa. Thêm con cái chê nữa chứ. Gọi vô 18 cân không? Rồi, mấy anh em lội về tới liều các bạn ơi. Đang chuẩn bị soạn đồ xuống vỏ này. Thành quả buổi sáng của mấy anh em đi thăm câu. Bên đen được con cá lóc bự quá các bạn. Cả 300 gram luôn. Bên đen được con cá lóc chứ con cá chê. Lý Thông thì được 3 con cá lóc chứ con ếch. Ok nha các bạn.
sáng này được cũng 4 cá lóc, con cá chê, con ếch, tối 5 cá lóc, con ếch. Sáng này thay đổi tí xíu à. Đào cá về. Quan trọng là em này hôm nè. Tối ngủ hồi hộp sợ em này em đi không, ông vui không à. Ông dướng cái đầu đây không hết đi được rồi. Hôm qua mấy anh em đào ở đây các bạn. Đào nguyên cái dãy đất đó. Thì bữa trước mình cũng nướng cá ngay đó mà mình không đi ha. Không đi ha. Vô nó ăn hết bầy chuột luôn trời. Nói nguyên bầy chuột vậy. Có con này về làm món ok. À, giờ mấy anh em sửa soạn các bạn, mình dọn đồ rồi gỡ lều xuống, cuốn nếp, cuốn nếp gỡ cái miếng nó xuống trước đi, cái mình cuốn cái lều thì coi lấy cái dàn bếp về không Đan. Đây lại có anh nào xài thì có viết chữ vô không? Sang tên lại. Rồi sang cái dàn bếp này lại nhiêu tiền thì sang đi chứ. Dàn bếp quá dữ mà. Rồi, mấy anh em nãy giờ thu dọn sạch sẽ lại nha các bạn. Nhà bếp thì đang dở luôn rồi, chỉ còn cái sống chén là để lại thôi. Sống chén nó tại vài bữa nữa Sài Gòn ta xuống ta đấu giá mà. Một giỏ đồ luôn rồi ha. Quá trời luôn rồi đồ. Giờ mấy anh em chuẩn bị chạy về nha các bạn. Chở khẩm giỏ luôn. Trời trời trời, con hổ hành nó chui cái đầu ra dài dữ rồi kìa. Ra đâu? Ra đâu? Nó dặn tét da tét thịt sách rồi. Nhắc nó vô lại. Về chuyến này về có quà được con hổ hành nữa ha. Đây, dọc thôi. Rồi, mấy anh em mới về tới nhà các bạn ơi. Quá trời đồ đạc rồi. Đủ khổ. Cái này đem quá đem. Cái này về còn dư được 4 cá lóc, con cá chê nữa nha. Ớp. Con rắn. Con rắn nè. Này để khỏe ra mấy anh em làm món nha các bạn. Lấy bỏ nó vô trong cái lưới không? Lớn vậy nó vui á. Thôi bỏ đây cho nó chắc ăn. Qua này bỏ đây thấy im rồi. Sợ nó chui đầu ngạt thở nè. Kéo nó vô lại. Thì nói chung là chuyến trải nghiệm 48 giờ của mấy anh em đợt này cũng thành công nha các bạn. Không bị mưa. Không bị mưa gió, mấy anh em săn bắt cũng thuận lợi nữa các bạn ơi. Suôn sẻ. Ca hát cũng hay nữa. Thôi hôm nay là cũng là đúng 2 ngày các bạn, 48 giờ của mấy anh em, giờ này cũng 9 giờ rồi. Thì chuyến trải nghiệm của em mấy anh em là phần này cũng là phần cuối nha các bạn, phần 5. Thì chắc mình cũng xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Chuyến trải nghiệm mấy anh em chia ra được 5 phần các bạn. Sáng đi thăm câu xong rồi về. Mấy anh em dọn đồ bây giờ về tới nhà an toàn. Nói chung là chuyến này thấy ok. Mấy anh em đi cũng trang bị đầy đủ, nó thoải mái hơn các bạn ơi. Thì thôi, video của mấy anh em đến đây chắc cũng xin kết thúc. Giờ xin chào các bạn. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Mình rượu đi.